Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 12 tháng 12 đã bác bỏ tin đồn về kế hoạch sa thải Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny. Ông Umerov đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Latvia Andrei Skrudis ở Kiev. Tuyên bố của ông Umerov đưa ra trong bối cảnh truyền thông Ukraine cho hay Tổng thống Volodymyr Zelensky và tướng Valery Zaluzhny đã bất đồng quan điểm khi cuộc phản công mùa hè của Ukraine không đạt được bước tiến đột phá nào nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga. Theo trang Pravda của Ukraine, mối quan hệ này dường như ngày càng leo thang tới mức Tổng thống Zelensky hiện giờ ngó lơ Tổng tư lệnh và chỉ bàn bạc với các chỉ huy quân đội khác. Điều này được cho là cản trở ông Zaluzhny chỉ huy quân đội một cách hiệu quả. Nguồn tin cho hay, ông Zelensky dường như đã ngầm chia quân đội Ukraine thành hai nhóm. Nhóm tốt do tư lệnh lục quân Oleksandr Sisky chỉ huy và nhóm xấu là cấp dưới của tướng Zaluzhny. Rạn nứt giữa hai người đứng đầu chính phủ và chỉ huy quân đội Ukraine bộc lộ rõ hơn khi tháng trước, ông Zelensky công khai chỉ trích ông Zaluzhny vì nói rằng cuộc xung đột với Nga đã rơi vào bế tắc và sẽ không có đột phá nào trong thời gian tới. Nhận định của ông Zaluzhny khiến ông Zelensky tức giận trong bối cảnh chính quyền của ông đang ra sức thuyết phục phương Tây tiếp tục viện trợ khi xung đột đã kéo dài gần 2 năm. Điều này dẫn đến đồn đoán cho rằng ông Zaluzhny có thể sắp bị cách chức hoặc tuyên bố từ chức. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng nếu kịch bản này xảy ra, nó cũng không có lợi cho ông Zelensky